sống chung với chị sư tử này, ở nhà em giữ này sao rồi mà anh nói là chị sư tử vậy? Em bị mang tiếng mà giờ không có miếng thì cũng kỳ thôi, lỡ mang tiếng thì mình làm luôn chứ sao. Em cũng là cô dâu phúc này chú rể. Ông lúc đó đang thả thính em á thì là ổng đang yêu một cô chưa có giúp, sau này yêu rồi mới khai, sau này còn dám gan kể lại với em là nhưng mà anh yêu cô kia có một thời gian ngắn à, chưa kịp sơ múa diện ta nữa. Em à, giữ kín cho anh tí. Em thì cũng bình thường thôi, cũng không có gì gọi là kinh khủng đâu, cũng xương xương đầu mà hai đứa đang nhớ lắm. Thì kiểu như ông chắc ông háo hức quá, ông vui quá rồi xong chạy đua chạy dữ lắm, chạy hơi quá chớn tới đích hơi sớm. Mình cũng hơi hụt hẫng, cũng kinh nghiệm lắm mà. Hiệp hai bù lại cho em được chứ, hiệp hai là hơi bị hoành tráng luôn đấy. Đã hai hiệp rồi hả? Em đồng cảm. Không, em hơi bỏ hiệp. Thì hiệp một là mình hơi bị chủ quan, mình hơi bị kinh địch ấy. Cho nên là mình hay bị ấy, nó hơi bị cảm xúc, nó hơi bị thăng hoa quá. Đấy, hiệp hai thì em biết địch như nào rồi. Thì em bắt đầu em lựa. Đấy, em lách. Nói chung là hiệp hai thì mình cũng bắt đầu mình bung sức. Mình, nói chung là hiệp một để cho nó như chạy ru đai vậy thôi. Xin giới thiệu quý vị khán giả, Thuận và bạn này đã từng đóng chung một bộ phim. À, đã từng ăn nằm ở quên ăn dầm nằm về trên đoàn phim, phải nói là lâu lắm rồi mới gặp lại em. Bữa nay chị bị ngạc nhiên á, là thầy Thuận hôm nay mới bị lòi ra được một chút xíu cái giới tính thừa. Hồi nào giờ là tưởng là yêu thầm Thúy Nga, tưởng là yêu Phúc Nga thì ta ai mà biết tin. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, chúng ta ăn nằm bất ngờ, bất ngờ ăn dầm nằm về phim trường. Thôi bây giờ mời hai em giới thiệu về mình nha. Lần đầu tiên thì cho vợ chồng Xuân Phúc và Trúc Thanh xin gửi lời chào thân ái nhất đến toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Vợ Chồng Son. Và gửi lời chào đến chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Tên đầy đủ của mình là Nguyễn Xuân Phúc, sinh ngày 24 tháng 3 năm 1992. Thì mình đang là diễn viên điện ảnh truyền hình, công tác tại thành phố Hồ Chí Minh và cũng sống chung với chị sư tử của mình. Ở nhà em giữ hay sao vậy mà anh nói là chị sư tử vậy? Em bị mang tiếng mà giờ không có miếng thì cũng kỳ thôi, lỡ mang tiếng thì mình làm luôn chứ sao. Rồi mà em. Dạ em xin tự giới thiệu, em là Trúc Thanh, bằng tuổi với Phúc và em đang làm nhân viên văn phòng. Sao mà ông cua được nhân viên văn phòng xinh đẹp gì vậy Phúc? Em nhường cho vợ em phát biểu ạ. Trước khi làm nhân viên văn phòng á, là em cũng có đi đóng quảng cáo. Thì hai người cùng đóng quảng cáo chung với nhau. Em cũng là cô dâu, Phúc là chú rể. Ông lúc đó đang thả thính em á, thì là ổng đang yêu một cô chưa có dứt, sau này yêu rồi mới khai, sau này còn dám gan kể lại với em là nhưng mà anh yêu cô kia có một thời gian ngắn à, chưa kịp sơ múa diện ta nữa à. Em giữ kín cho anh tí. Có một khoảng thời gian ngắn gọn là anh ấy đã bắt cá hai tay. Thật ra thì cái khoảng thời gian đó là cái khoảng thời gian mà em bắt đầu bước chân vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp, gọi là mới quen được cô bé ở ngoài Hà Nội được khoảng một thời gian cũng chưa được dài, chưa được lâu lắm. Nhưng sau đó là xa mặt cách lòng mà. Em nghĩ là chắc là cái duyên cũng chỉ đến thế thôi. Yêu cái cô bé đó là yêu xa đúng không? Lúc dạ, đó là em ở đây rồi, cô ở ngoài. Dạ, đúng. Trong khi cái tình yêu gần nó đẹp quá. Khó cưỡng. Thôi, coi như không ai trách em đâu. Dạ. Về đi. Rồi bao lâu thì các em mới chính thức quen nhau? Kể từ cái ngày mà tụi em quay chung cái TVC với nhau á, tháng rưỡi, hai tháng là tụi em chính thức yêu nhau. Vậy thì cái thời gian mà yêu nhau á, em có sợ anh ấy là sẽ say nắng với một cô nào khác không? Mình tới ngày nào hay ngày đó thôi, chứ mình cũng đâu biết được là sau này ổng dở chứng. Bây giờ đang yêu thì mình có tận hưởng thôi. Chị nghĩ rằng với cái vẻ đẹp của em, với cái công việc của em thì vệ tinh xung quanh em cũng rất là nhiều. Chứ đâu phải là không có. Yeah. Thì cái lý do gì ở bạn này mà làm cho em phải nặng lòng? Bản thân em á, em không phải tiếp người kiểu giống như là thích xa hoa, thích tiền bạc này kia, nhưng mà em lại thích cái gì thuộc về em, thiên về tình cảm hơn á. Mình cảm giác như là người ta có đặt tình cảm vào đó thì mình thích hơn, mặc dù mình biết là ông này không có tiền, không có địa vị, không có gì hết, nhưng mà cái tình cảm của người ta lớn hơn những cái thứ tiền bạc cái kia, thì mình lại thấy cái người này đáng để mình đặt niềm tin vô. Dưới đó thật đi, là em có bị chinh phục bởi cái nhan sắc của anh không? Em đẹp hơn mà anh. Rồi yêu bao lâu thì cưới? Dạ tụi em yêu 3 năm. 3 năm hơn một chút. Thì em thì với Thanh cũng đã là 3 năm, thì các em là những người rất là thời đại đúng không? Vậy thì có đi xa chút xíu, có đi quá chút xíu không? Em hiểu á, anh Thuận là con người anh ngộ lắm, anh thích tìm hiểu những cái chuyện riêng tư của người ta, có mần ăn hay không, hay là cái chuyện người ta có ăn cơm trước kẻng hay không. Tụi em thì cũng bình thường thôi, cũng không có gì gọi là kinh khủng đâu, cũng xương xương lần đầu mà hai đứa đang nhớ lắm. Thì kiểu như ông chắc ổng háo hức quá, ổng vui quá rồi xong chạy đua chạy dữ lắm, chạy hơi quá chớn tới đích hơi sớm. Mình cũng hơi hụt hẫng, thấy cũng kinh nghiệm lắm. Mà hiệp hai anh bù lại cho em rồi chứ, hiệp hai là hơi bị hoành tráng luôn đấy.
Em đã đồng... hai hiệp rồi hả? Em đồng cảm. Không, tôi một hiệp. thì hiệp một là mình hơi bị chủ quan, mình hơi bị khinh địch ấy. Cho nên là mình hay bị ấy, nó hơi bị anh... cảm xúc nó hơi bị thăng hoa quá. Đấy, hiệp hai thì em biết địch như nào rồi. Thì em bắt đầu em lựa. Đấy, em lượn lách. À, nói chung là hiệp hai thì mình cũng bắt đầu mình bung sức, mình nói chung là hiệp một để cho nó như chạy rú đai vậy đó. Thôi đừng có bàn luận vấn đề đó nữa. Chút xíu hai đứa vô trong bàn luận. Rồi bao lâu thì các em cưới? Tụi em chính thức kết hôn vào ngày 1 tháng 10 năm 2018. Các em có tật xấu nào lòi ra không? Em lấy giấy ra em đọc tật xấu rồi vậy? Dạ, em lấy giấy em lau mồ hôi ạ. Em lau cho vợ em. Mình tính nói nha. Rồi ai nói trước nè? Để em nói. Chắc kể tới tối. Thứ nhất là ẩu lắm. Tức là kiểu như đàn ông á, đi toilet hay gì thì mình dỡ cái nắp cái bồn cầu lên đi, trời đi cứ vương vãi xung quanh á, là bây giờ em ra cái kiểu phạt luôn, cứ như vậy là đánh 20 cây. Tức là nằm sắp xuống em lấy cây em đánh. Đâu mà lần nào, tức là thi thoảng thì đàn ông anh em mình mà chắc anh cũng hiểu xỉn, nhiều khi xỉn hoặc là nhiều khi mình hơi lơ đễnh trong cái chuyện đó thì có thể rồi, mình quên sao? Thì lúc đầu thì bà này bái dọa là anh mà còn như thế nữa là em sẽ phạt anh 20 cây, thì em cứ nghĩ là chắc là mày là bái giỡn mình thôi thì kệ, thế là lần sau mình quên nên cầm cây chổi và đi vào, mặt rất là căng thẳng tại anh nằm sấp xuống. Cái gì? Bắt bằng được em nằm sấp xuống giường đánh mà em quắn hết cả mông lên, toát hết cả mồ hôi, mà đánh đến cái thứ mười mấy rồi bà thôi em ơi anh xin lỗi anh đau lắm rồi đừng có đánh nữa. Đánh đến cái thứ 15 rồi em bắt đầu em cáu, bà đã bảo là không đánh nữa mà vẫn cứ đánh bình thường, vẫn phải chịu. 20 cây luôn. 20 cây lần nào cũng thế. Hoặc là ví dụ mà em có làm gì có lỗi em dỗ mãi mới được, dỗ xong bỏ qua rồi lại bắt em ra nằm sấp xuống cái giường cầm đánh này, vẫn phải chịu. Còn gì nữa không? Cũng vẫn liên quan tới chuyện ở dơ, rồi nhiều khi ở nhà cả ngày ấy xong mà không đi tắm, chiều tối là bắt đầu có mùi chua chua rồi, cứ nằm bấm điện thoại không biết em đang nhìn đâu, móc nó xong hửi tự nhăn mặt. Tật nữa là ví dụ như em đang cúi em lấy đồ không, hay là em đang lấy quần áo, em làm cái gì mà em cúi á, đứng tụt quần vỡ ra xong rồi lấy cái mông đẩy xuống. Ở đâu cũng làm trò đó. Thì bà này cũng trả thù em, ví dụ mà em không để ý là em ra em cái tủ quần áo thì nó có nhiều ngăn, thì em đứng em lùi húi em chui đầu vào em tìm, em mò em tìm, bà này ở dưới bà bất thình lình bà lên bà ấy chọc một cái từ dưới lên. Thế là em đau quá em nhói người lên thì lại đập đầu vào cái ngăn tủ, bà chơi rất là ác. Mà lúc đấy là mình vừa tức mình vừa buồn cười mà nó thốn cái đâu hết thốn. Đau lắm. Trời ơi. Thôi còn gì đâu, ổng có mê cái gì không? Mê cái này chắc cũng nhiều người, chắc anh không biết anh Thuận có mê không, anh mê JV lắm. Wow. Trong điện thoại có một list các cô diễn viên phim Nhật, thuộc hết tên cô nào trên Instagram. Làm sao mà thuộc được, anh không nhớ, anh ghi ra đấy thôi. Lúc nào mình tìm thì mình lên mình search, chứ làm sao mà anh nhớ được. Trên Instagram là follow tất cả những cô đó và lúc nào cũng thấy like quá trời mấy cô đó luôn. Xong rồi ba vợ chuẩn bị đi Nhật xong ngồi nói chuyện ăn cơm, kêu ba đi sắp đi Nhật đúng không, ba qua đó ba mua giùm con mấy cái đĩa, mấy cái tạp chí phim này kia đó, để con về con làm kỷ niệm. Ba em nói sao? Em kìa, thật lắm. Nhưng mà ổng cũng mắc cười. Nhưng mà là coi chung với em mà đúng không? Dạ không, em đâu có coi. Lén coi mình vậy đó coi hả? Mình xong rồi lưu lại mình, tự sướng mình thôi. Tự sướng mình đi. Cái coi để tham khảo. Sao anh không ngờ em lại vậy luôn á Phúc? Không, em thì em coi để em tham khảo. Về mình còn phải học cái cách thế nào để làm cho vợ cảm thấy vui, cảm thấy hạnh phúc. À vậy sao? Thì em tự sướng thì anh biết tự sướng nữa. Thì chắc là fan của thánh nữ đúng không? À, thì ai cũng có thần tượng mà anh. Rồi bây giờ tới em nè. Giờ em có tật xấu không? Được cái là hai vợ chồng cũng rất là đồng điệu với nhau. Chắc chắn là tật xấu thì không hề thua kém em đâu. Cái đầu tiên thì em nghĩ có lẽ là chơi rất là ác. Là khi mà hai vợ chồng đi trung tâm thương mại hay đi siêu thị thì có cái thang cuốn. Hai vợ chồng nắm tay nhau rất tình cảm. Chồng ơi! Ơi! Chồng à! Cái gì? Làm cái bốp một cái. Mà em không dám kêu luôn á. Điếng luôn hả? Điếng người luôn á. Mà bao nhiêu người xung quanh nhìn. Mà bà quất đằng trước anh sao? Quất đằng trước anh. Quất đằng sau có gì đâu mà quất. Mà lúc đó bụng cũng khó nữa đúng không? Chính lúc đó thì mình chỉ biết đấy. Mình cũng đâu thua gì nhau đâu hả? Rồi tiếp đi Phúc. Rồi em có trả thù không? Em nghĩ là cũng giống nhiều đôi vợ chồng thôi. Nhưng mà em chắc là em nghĩ là em có một cái style riêng. Ví dụ như là ăn cơm hay là ở trong phòng với nhau chẳng hạn. Chắc là mình có cái khả năng ở bên trong á. Là em có thể tích trữ hơi được rất là lâu. Em căn được cái lúc đó. Bà này bà vừa uống nước xong cái em giơ súng lên rất là to. Hoặc là đang nằm trong chăn ấy, em giơ cái chăn lên thôi rồi em dí súng vào đầu bùm cái em chạy luôn.
Chị gì ăn cho hết, mở máy lạnh mà, phòng mở máy lạnh mà. Ăn cho hết luôn. Ăn cho hết luôn. Vợ chồng đẹp đôi mà có những cái trò quá ư thú tính. Chưa kể là bà này là tức là sáng ra hai vợ chồng luôn luôn là dành cho nhau những cái nụ hôn rất là tình cảm. Thì em luôn luôn em hôn vào trán hay hôn vào má. Thì bà này bà ấy mới chơi lại mình. Sẽ chu môi lên. Thơm môi cũng được. Thơm môi cái. Chưa kịp phản ứng gì bà ấy đùn một ít nước miếng ra ngoài miệng. Em rất ghê cái trò đấy. Mà lần nào cũng chơi cái trò đấy với em. Em rất là bực. Mình vừa hôn chụt cái ui. Nguyễn nhất thật ở mồm. Mà em cười xong là em bôi khắp người với em mà. Đấy sao đừng có chơi cái trò đấy. Mà cứ lâu lâu lại lửa em vẫn bị dính. Ồ thế. Ồ hai người này thú vị quá. Có những cái cặp nha, họ rất là và là trong những cái chuyện mà yêu đương nhau á, họ có những cái câu ám hiệu á, rất là dễ thương. Mấy tụi em có không? Chỉ có một cặp vợ chồng người bạn á, vui lắm. Bà vợ á, bà nói với chồng là anh có nhớ không? Hôm nào mà anh đi về mà anh thấy hôm đó em đứng nấu ăn mà em mặc đầm là anh biết tối đó phải trả bà. Hồi trẻ thì không sao, ở lớn tuổi rồi theo với nhau suốt cuộc đời mà. Ông cứ đi về mà ông thấy bà mặc đầm. Ông kiếm cớ, ông tới nhà chị, ông nói chuyện với ông Tuấn tới 1 giờ sáng. Hai chồng em có ám hiệu gì không? Hai vợ chồng em thì cũng có một vài ám hiệu với nhau. Bà này thì rất là hay dỗi vặt mà làm mặt căng lắm, hỏi không thèm trả lời. Lên trên giường nằm cái là quay mặt vào trong tường, em ôm không cho ôm. Mà mình cứ sán vào là bắt đầu là đấm đá tát. Thế là em mới dở cái trò gọi là nam nhân kế của em. Thì thầm trong tai vợ em là vợ ơi. Thế là em mới giao hàng, bán hàng. Ai mua chuối? Ai ăn chuối? Đấy, bắt đầu là hơi hơi rung rung rồi em biết là đang cười rồi. Em bóc chuối cho vợ ăn. Thế là em mới lật người lại, em nói tiếp rồi bắt đầu là phì cười rồi. Đấy, thế là tối đấy trả bài, thế là cũng bớt bớt giận. Vui vẻ lại. Thôi thì có cái tật hai vợ chồng là sáng ngày hôm sau toàn hay trêu nhau là hôm qua vợ bị sao đấy. Phê quá. Phê quá đấy. Cứ đánh trống làng mà, ai biết. Đâu có chuyện gì xảy ra đâu. Đấy, lúc nào mà không để ý, nằm chơi mà hôm đấy mà em muốn ẻn ẻn tí thì em mới nói với vợ em là vợ ơi, vào hang bắt cò không vợ? Cái gì? Vào hang bắt cò không vợ? Vào hang bắt cò. Tối nay kêu vợ. Giờ liền rồi liền. Anh mà ngồi mà khai thác hai vợ chồng em chắc là nói chắc tới tối, tới khuya luôn đúng không? Bởi hai vợ chồng em đang rất là son. Nhưng mà thôi bây giờ thì đến cái phần gọi là mong muốn thay đổi. Thanh, yeah. Em mong muốn ông xã em thay đổi điều gì? 4 năm rồi Phúc vẫn vậy, cũng không có khác gì. Mọi thứ nó thành thói quen của em rồi. Em nghĩ là nếu mà một ngày mà ổng không như vậy nữa em nhớ em buồn ấy. Cho nên là thôi thì cứ thế thôi. Không cần thay đổi gì. Thế còn em muốn bà xã em thay đổi điều gì? Em thì em cũng chẳng muốn gì nhiều đâu. Ngoài cái chuyện là vợ em bớt đánh em và cho em tăng cái tiền hàng ngày cho em lên. Nhiều khi là mọi người nhìn thế này thôi không biết đâu chứ. Em cũng mong manh dễ vỡ lắm. Ví dụ mà vợ đưa cho 100-200 mà đi mua đồ ấy. Còn tiền lẻ là em hay phải tự em đút túi, em không về trả lại. Mà mừng lắm đúng không? Mừng chứ anh. Không làm được tiền thừa nhiều là mừng lắm. Chứ do anh cắt tiền của vợ. Lén lén là thấy nhiều khi em đang trả tiền ăn xong em đang bấm điện thoại em không để ý á. Là người ta thối tiền là tự lấy xong im im nhét luôn. Em biết là em hay quên á là cũng quên luôn. Xong rồi sao em nhớ là em xài cái này có bao nhiêu đây, như đây. Sao thiếu ta cũng im không nói tí nè. Ủa nó nghe nè, hai bạn có con chưa? Dạ chưa. Mới 7 tháng mà. Tụi em cũng cứ để tự nhiên thôi. Khi nào tới thì tới. Còn chứ quá trẻ mà. Nhìn cặp này dễ thương quá trời luôn. Đẹp đôi quá. Vừa đẹp về hình thức, đẹp về nội dung rồi á. Là hai bạn lại gọi là quá hợp với nhau về tất cả mọi phương diện. Chương trình đó là chỉ biết chúc các bạn cứ như thế này cuộc sống thiệt là hạnh phúc. Khi nào mà muốn có con thì tự động trời sẽ cho các bạn. Cảm ơn chị. Cảm ơn. Xin chào Phúc, chào Thanh. Em tên là Trần Anh, năm nay em 29 tuổi, là nhân viên văn phòng ạ. Em tên là Lê Môn ạ, công việc chính của em là làm truyền thông ạ. Ở hai bạn là ở Hà Nội hay là ở trong thành phố Hồ Chí Minh? Bọn em thì quê ở Nam Định, nhưng mà hai vợ chồng sinh sống trong này cũng được mấy năm rồi ạ. Chắc anh đó không làm là hai bạn quen nhau từ ở ngoài. Cái này chắc cho chồng em kể đấy ạ. Thế sao? Dạ. Hai em quen nhau trong trường hợp nào? Kể ra thì nó hơi éo lẹ. Thôi giờ mình ngắn gọn vắn tắt. Rồi. Dạ, thực ra thì em đến 29 tuổi em chưa xác định lấy vợ. Mẹ thì cứ bắt lấy vợ, cứ giới thiệu người nọ kia em chả đồng ý. Thế em gái em ấy bảo là ở trường có cô cũng xinh, học hành rồi đang dạy ở trường, nhiều người cua lắm không ai cua được. Bảo gái ở quê làm gì mà không tán được, mày để anh.
anh. Tại vì thực ra ấy, là nghe cô hay kể chuyện về anh trai lắm. Là cô có một ông anh trai là đang sinh sống ở trong này. Thì em mới tưởng là kể chuyện ông anh cả là cũng phải là có gia đình là sum xê rồi, con cái rồi. Thế xong ăn Tết xong thì đi dậy trở lại á, thì cô mới nói là chiều nay em có ở nhà không? Thì chị dẫn anh chị xuống chơi. Em mới hỏi chứ, ủa anh giờ chị có vợ có con rồi mà dẫn xuống nhà em chi? Chị nói là không, anh chị đã có vợ đâu. Thì chị dẫn xuống nhà em chơi. Thế là chiều một đoàn quân xuống, tập đoàn. Hai vợ chồng cô chú, anh này, xong thêm bạn của anh ấy nữa. Xuống thì cũng ngồi nói chuyện bình thường thôi ạ. Tại vì thực ra dạy cùng trường nhưng mà em mới làm chung việc với cô có mấy tháng thôi ạ. Nhưng mà em như vậy mà bộ không có người theo đuổi sao mà phải thông qua mai mối? Cái người theo đuổi của em mà thì nói chung là cũng có. Tại vì hồi đó mà ngoài quê mình đi dạy học ấy chị, thì cũng có giá. Tại vì là chứ, biên chế nhà nước, em hồi đó em dạy tiếng Anh ấy, thì cũng nhiều. Nhưng mà chưa chọn được. Đúng rồi, chưa chọn được. Em á, bố hay nói chứ toàn mấy thằng 7 lẻ ngoài Bắc mình hay gọi là 5 lẻ với 7 lẻ là cái kiểu mà không được đúng rồi ạ, nói chung là tính tình nó không được thuần cái lắm. Hơi người thì hâm hoặc là người thì làm sao đó. Thì lúc em gặp chồng em thì cái cảm giác em sao? Có phải 5 với 7 không? 5 7 không? Nói chung là cũng hơn được chút xíu chừng này. 8 à? 8 à? Mấy lẻ? 8 lẻ hả? Hay 9? Chắc 8 đấy. 8 à? Ấn tượng của em sao? Ngày xưa thì em có cái chỉ tiêu của em là phụ nữ sinh sống không quan trọng, cơ bản là đẹp. Cơ bản là đẹp. Vâng. Thế em là đạt chỉ tiêu rồi đó? Không ạ. Em là rất ghét một người con gái của em là vừa cận và lùi. Thế thì không may em lại xuống gặp cô này lại vừa lùi vừa cận. Đến ngồi uống nước trà thì đến cuối buổi em cũng chả xác định đến với vợ em bây giờ đâu. Coi như là một cái ấn tượng là đúng là cái tuýp người mà em ghét đúng không? Vâng. Vừa cận vừa lùn. Vâng. Em cũng không có ấn tượng với anh này lắm gì. Tại sao lại đến với nhau được? Thì em có xác định lấy số điện thoại của cô này đâu. Bạn em đến lúc gần về nó bảo sao mày không lấy số điện thoại của cô giáo đi về liên lạc. Bây giờ nó nói thế mình ngại quá mình lấy số điện thoại. Tối về hai thằng cũng uống rượu chén tạc chén thù, nó kích bác thì nhắn tin cho cô này, cô ấy trả lời. Em gặp cô này được một lần nữa, mời đi uống cà phê một lần, rồi một lần đến nhà em ăn cơm, rồi em đi vào trong Nam. Thế rồi bao lâu thì bắt đầu yêu nhau? Tụi em từ lúc quen đến lúc cưới là 5 tháng. Trời ơi, rồi trong 5 tháng đó được bao lâu ở gần nhau? Nói chung là anh này cũng chịu khó về lắm ạ, tháng về lần đấy ạ. Coi như được 5 lần về. Một lần em về thì chắc khoảng được 5 đến 7 ngày. 7 ngày gặp nhau. 7 ngày gặp đi, 35 lần gặp chút. Vâng, 35 lần gặp. Gặp nhau làm gì? Không phải gặp nhau là thường là dẫn đi đâu? 35 lần thì nó phải có sự thay đổi chứ đúng không? 35 lần không lẽ lần nào cũng như lần nấy? Uống cà phê rồi nắm tay rồi nhắn tin. Em nó đen. Đen hả? Vâng. Số em đen. Em kể cho anh nghe đi, cái đen nhất của em là cái gì? Nhờ em được cái ông ngoại kèm kinh lắm. Em không làm ăn gì được. Đừng không làm ăn gì được. Em rồi bây giờ cái khoảng cách nó xa như vậy, rồi đã vậy mỗi lần gặp nhau thì lại có ông ngoại, đúng chưa? Và vậy thì cái 5 tháng như vậy là nó quá ngắn khi từ yêu chuyển qua giai đoạn hôn nhân. Vậy lý do gì mà các bạn cưới sớm? Không, em nghĩ là xác định tìm hiểu nhau nó sơ sơ, thấy sương sương ổn ổn thôi thì... Sơ sơ sương sương cưới thôi. Và anh nghĩ rằng là cái chuyện mà cưới nhau cũng không khó khăn đối với hai đứa em đúng không? Vâng. Chỉ có khó khăn là cái chuyện là cô giáo chứ. Chỉ có khó khăn là cái chuyện là đi phải về quê hỏi cưới rồi xong rồi. Ơi, có cái khó. Cô này là phải là sau khi cưới nhau thì bây giờ chứ. Là bây giờ em đang công tác ở thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi. Vậy đó. Thì em phải bỏ cái công việc giảng dạy và có những cái sự nghiệp của em á. Dạ đúng rồi, khi mà tụi em quen nhau á thì nói chung cũng có một chút khó khăn từ phía gia đình của em thôi. Tại vì là anh ở xa quá mà hồi đấy em thì công việc là ổn định ở ngoài Bắc rồi ấy. Thì bố em ấy bảo về chứ là ở xa quá, lại làm bên truyền thông á, là cứ đi đây đi đó nhiều rồi là sợ là quen cô này quen cô khác, sợ tính nghệ sĩ. Xong rồi em cũng lơ đi, em kệ, em cũng không phản đối luôn mà em cũng không nói gì hết. Thì dần một thời gian rồi cũng xuôi dần. Có nghĩa là bây giờ là đã đồng ý từ bỏ hết để đi theo chồng vào đây đúng không? Rồi mới tới chừng mà vô đây rồi sống với chồng với một cái thời gian tìm hiểu nhau nó quá ngắn ngủi thì các bạn về sống chung với nhau á, nó phát sinh nhiều mâu thuẫn không, có bị vỡ mộng về nhau nhiều không? Em nghĩ là cái gì vậy mình tìm hiểu kỹ quá đâu, đôi khi cũng dở. Em nghĩ là em vợ em hỏi bây giờ có hiểu hết vợ không, em không vẫn chưa hiểu. Thôi giờ cứ hỏi đi, bây giờ về ở chung nhà có thấy vợ mình có những cái tật xấu gì mà nó bung ra không? Xấu ạ. Xấu ạ. Xấu xấu cũng xấu đấy ạ. Bây giờ mình kể từ cái đô nặng xuống cái đô nhẹ đi. Xấu nhẹ nhẹ nhưng vợ em thích ngủ nướng. Ở ngoài Bắc trời lạnh ngủ đã lắm rồi. Trong này và trong này ngủ nướng, thích ngủ nướng. Ngủ nướng. Hôm 9 giờ sáng nó chưa dậy. Nhưng mà em phải đi dạy mà. Rồi tiếp tục. Vợ em không biết nấu ăn. Đấy, không biết nấu ăn. Thực ra là ngày xưa em đi học á, nhà em là có 3 chị em gái.
mà những cái việc nhỏ nhỏ là chị em làm hết rồi. Xong ngày xưa đi học thì cứ sáng đi học là mẹ chuẩn bị đồ ăn sáng, 12 giờ mới về là có cơm trưa, tối đi học về là có cơm tối rồi. Không có đổ thừa, không có đổ thừa, lấy chồng rồi là phải học. Nhưng biết luộc trứng không, biết luộc rau không? Dạ bây giờ thì em nấu ăn là cũng quách rồi đúng không? Cũng được rồi ạ. Rồi thế ok rồi, coi như là không biết nấu ăn nè. Rồi. Nấu nướng. Luộc thuốc. Để chồng bảo mình luộc thuộm là coi như là người trên người thì không luộc thuộm và đồ đạc ở nhà luộc thuộm. Ví dụ coi, như về nhà là đồ quăng tứ tung hay sao? Đúng rồi, quăng tứ tung rồi bại cái nào nhét chỗ đấy. Trời nó không quăng tứ tung mà bại chỗ nào nhét chỗ đấy. Hết chưa? Còn đấy. Thôi bây giờ tạm thời hết. Tới em. Chồng em thì được cái là cũng như những ông chồng khác ấy, là ham chơi game. Chơi game mê lắm luôn chị. Ngày trước ông mà nào như ông nào đúng rồi, hồi trước hai bên chưa quen biết nhau thì em được nghe sự tích kể lại thôi. Ngày trước nó có mấy cái trò chơi online mà đêm sáng ngủ dậy là cứ đi ăn trộm đồ của nhà người khác trên mạng nha. Cứ chơi hay đây đúng không? Không, người ta là nông trại vui vẻ với cái gì đó. Xong rồi mình có chơi cùng với một anh bạn cùng phòng nữa, là hai anh là cứ nhăm nhe buổi sáng là 4 giờ ấy bật đồng hồ báo thức dậy rồi đi hái trộm đồ người. Rồi game đó gì? Game đó xong rồi có những cái game mà bán được tiền đó chị. Chơi game mà xong thì sau bán thì được mua được điện thoại. Rồi ôi ghê dữ vậy ha. Vậy là cấp cao suốt ngày luyện game rảnh mà chị. Bạn gái không có, người yêu không có gì, đi làm về chơi game rồi, mà chơi game còn ham đến cái mức mà quên vợ luôn đấy chứ. Ức chế về game lắm, kể quá trời kể. Lừa em vào trong giường ấy chị, xong nửa đêm là thấy vợ ngủ say say là đi ra ngoài ôm máy tính ra ngoài chơi chơi. Chơi mà đến mức mà hồi em bữa em sinh thằng lớn là có mẹ chồng em vào chăm, xong chơi quá bản thân em đã bực rồi mà mẹ em còn bực hơn em luôn. Mẹ em bảo vậy chứ mẹ bỏ công bỏ việc ở nhà mẹ vào đây mẹ trông cho có mày có thời gian mày đi làm mày nuôi vợ nuôi con mày, chứ mày chơi game như này thì mai mẹ về mà mẹ còn thấy mày chơi nữa mẹ mang máy tính mẹ vứt ra ngoài đường, kể cả mười mấy triệu một cái máy tính tao cũng mang vứt đi, tao không để cho mày chơi nữa. Xong được một thời gian ngưng sau đấy lúc mẹ em về lại chơi tiếp. Có nghĩa là bây giờ còn chơi game. Hiện tại thì đã giảm bớt rồi, bây giờ giảm bớt nhưng mà vẫn còn đúng không? Rồi chơi game rồi bây giờ có ghen không? Vợ xinh như thế này hình như không có ghen á. À không biết ghen, không biết ghen cũng là một cái tật xấu nó đúng rồi không? Đúng không em? Không biết ghen không phải đâu, không biết ghen chứ. Sao tại ghen mới yêu chứ, ghen gì thì phải tin tưởng nhau. Không, nhưng mà không, đàn ông mà ghen kỳ lắm, không ghen không có gia vị. Có bữa em cũng hỏi là hình như anh không biết ghen ấy, là chứ người ta ghen phải là ghen có đẳng cấp chứ không phải là cái ghen, gì cũng ghen. Sao mà là ghen là đẳng cấp? Không ghen vụn vặt. Thế có bao giờ em ghen lớn chưa? Thì chưa. Thì anh ấy rồi, chỉ em chờ đó đi. Lúc nào mà anh dính mắt anh thấy mà tay trong tay với người khác thì coi chừng. Đó thì đó là ghen lớn đó, em cứ chờ và em phải né đi nha. Rồi, ngoài cái không biết ghen ra còn gì nữa không? Ham đọc truyện. Ôi tốt, chuyện tốt, online. Tốt. Chuyện online mà chuyện kiếm hiệp của mấy nghìn chương á. Là cũng là dính tới game nữa rồi. Rồi nói chung là thích cái gì đó online. Rồi. Hỏi hỏi chồng vợ có ghen không? Chắc cũng có ghen nên em thấy là điện thoại hay kiểm tra điện thoại của em chắc là có ghen đấy. Kiểm tra điện thoại là cái là bây giờ anh ấy cũng đang đi học thêm một cái lớp khác ấy, vừa học vừa làm ấy, thì cũng làm bài tập nhóm với nhau. Thế là có cái cô ấy cứ ban ngày không sao, chừng 12 giờ đêm, 1 giờ đêm bắt đầu nhắn tin vào trong Facebook ạ. Hỏi anh ơi, chồng em cũng ơi, hỏi này nọ nọ kia, nói chung là em mới hỏi là sao cứ nửa đêm mới nhắn tin, thì kêu là chứ anh đâu biết đâu, thế nó nhắn thì trả lời thôi chứ có cái gì đâu, toàn có việc công việc học hành với lại mấy đứa trong nhóm thôi. Thế xong em bảo là trong nhóm thì bên anh đã lập một cái nhóm riêng để chat riêng với nhau rồi, thì sao không vào đấy mà nhắn tin, mà nhắn tin cá nhân làm gì. Thế xong kêu chứ đâu có gì đâu. Xong em mới bảo là thực ra ấy, anh không chủ quan như vậy được, phải đề phòng. Lỡ đâu người ta thấy mình cứ dễ dãi thì người ta tán đến tận nơi sao? Chị thấy tay cũng không đeo nhẫn này. Không đeo nhẫn luôn hả? Đau tim. Đau tim. Tại sao lại đau tim? Em mỗi lần đeo nhẫn không hiểu sao nó đau tim. Đeo nhẫn cưới kêu đau tim. Tim nó không hợp rồi. Khó thở. Đeo nhẫn không khó thở. Thương tội quá, phải chiều nay dẫn đi bác sĩ khám cái vụ đó. Mà chị hỏi chồng em có lãng mạn không? Hồi đầu thì có chị. Bây giờ là giờ cũng lãng nữa. Hết trong bây giờ nói chung là cũng anh quay ra lãng rồi kìa, lãng rồi kìa. Anh quay ra đây đi chứ anh đừng có giấu mặt thế nhá. Bao lâu rồi là chồng em bớt lãng mạn? Nói chung là từ hồi em sinh bé sau tới giờ sao sao em cũng chả biết nữa. Em buồn không? Nhiều lúc thì cũng buồn nhưng mà cứ đi làm về là đã đón con về rồi chăm con cái thứ mình cũng không còn thời gian ấy. Nhiều khi hai vợ chồng kêu là ăn cơm sớm đi rồi đi uống cà phê, thế xong đến lúc mà về nhà muộn quá rồi xong thôi khỏi đi luôn. Nhiều khi cái lãng mạn đó đâu nhất thiết phải đi uống cà phê ăn kem hay là coi phim đâu. Cái lãng mạn ví dụ như ở trước khi chồng đi làm chồng hôn vợ một cái cũng là lãng mạn vậy. Bao lâu rồi môn không hôn em? Trước khi đi ngủ hôn một cái. Sáng nay trước khi đi làm mà có hôn rồi. À thôi thì lãng mạn quá rồi. Không, chị ơi, chị lại còn đòi cái gì nữa. Chắc phải kèm thêm hoa đồng tiền nữa. Hoa đồng tiền mà.
Rồi bây giờ em mong muốn vợ mình thay đổi điều gì? Em mong muốn là chi tiêu có kế hoạch hơn, gọn gàng hơn chút nữa. Để thôi đối với em thế là đủ. Còn Trần Anh? Bớt đọc truyện đi chút xíu thôi. Thực ra thì cũng chịu khó chăm con lắm. Mới lại rất là biết việc ấy chị. Mấy lần em đi sinh là toàn có tự anh chăm em mà. Đâu có người đâu. Ôi thế thì quá tuyệt vời rồi. Giờ giờ mong muốn anh thay đổi cái gì? Hay là không cần thay đổi nữa, cứ thế là được rồi. Cứ vậy đi. Nói chung là bớt chơi game đi một chút xíu thôi. Chút bớt đọc chuyện lại chút. Đọc ngàn trang, giờ em đọc khoảng 10 trang thôi. 50 mấy trang bỏ. Đó, tôi giờ thực ra là chỉ có biết chúc tụi em á là cứ hạnh phúc như thế mãi. Rồi, chúc hai em hạnh phúc nha. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Can you speak Vietnamese? Chúc. So this is Miss Wong. Miss Wong. And this is Mr. Thong. Nice to meet you. Nice to meet you. Both. What's your name? My name is Emre Sigura. Emre. Sigura. Đọc bây giờ gọi là Sigura thôi. Sigura. Yes. Sigura. Mà gọi tắt là Singum. Hoặc là Imre. Hoặc là Imru. Imru Singum. Okay. Well, where are you from? I'm from Turkey. Turkey. Thổ Nhĩ Kỳ. Yes. How long do you stay here? 6 năm. 6 năm? 6 năm. Bao nhiêu tuổi rồi? Little. How old are you? I'm 40. 41 actually. 41 là 41. 41. Yeah. 41. Can you speak Vietnamese about you? About me? Introduce yourself. It's too difficult. Khó quá, anh không làm được. Nhưng mà nói sơ sơ thì anh cũng hiểu, tại anh tiếng Anh nó cũng hơi mỏng á em. Nhưng mà anh hiểu được nghe quý vị, quốc thượng hiểu được nghe. Tên anh là Emre Sigura. Hôm nay anh 41 tuổi, người Thổ Nhĩ Kỳ. Và anh ở Việt Nam là 6 năm. Nhưng mà Emre kết hôn với vợ là bao nhiêu lâu rồi? How we met? No, how long we married? We're married for 3.5 years. Three years. Three years old. Yeah. Rồi, như vậy là khán giả cũng đã hiểu rồi ha. Hiểu về về cái profile, về sự lý lịch của ảnh rồi. Nha. Bây giờ tới em. Dạ, chào cô Vân, chào chú Thuận. Con tên là Nguyễn Hồ Trà My, hiện nay là 32 tuổi. Đang làm marketing cũng như là một content creator. Content creator. Là của công ty về về cái gì? Dạ, con làm marketing cho bản thân con và làm sáng tạo nội dung. Như vậy là chắc có lẽ là My cũng là một một nhân vật rất là nổi tiếng trên cộng đồng mạng đúng không? Dạ, chút ạ. Chắc đây cũng là một cái hot TikTok nè, đúng không? Dạ. Rồi, nhưng mà anh rất muốn biết là chuyện tình cảm của hai bạn như thế nào? Lần đầu tiên em gặp anh ấy ở đâu? Dạ. Và anh ấy tỏ tình với em như thế nào? Kể cho anh nghe đi. Dạ. So now they want to know how we met. Oh yeah. First. Sure. Do you want to tell? Yeah, okay, I'll tell. Yeah, thì dating app. Là trên một cái app hẹn hò. Dạ, dạ rồi. Thì cái buổi gặp đầu tiên đó là sau khi một tháng hai người nói chuyện nhau thì thế là gặp nhau, nhưng mà cái buổi này thật ra nó không có suôn sẻ ở cái khúc đầu tiên. Tại vì anh để con đợi. Đợi một tiếng đồng hồ bởi vì anh tập gym và anh ra trễ và con phải đợi. Nhưng mà cái câu chuyện ở đây là con, tại sao lúc đó con kiểu hơi bực tức á, con cũng muốn là xem ông này là ai vậy? Sao? Ông này là ai vậy mà để mình đợi vậy? Thế là anh tới. Đó, thế là anh tới thì kiểu rất là kiểu đẹp trai bảnh. Mặc áo hoa. Quần màu rêu, nói chung là nhìn cái cách phối đồ rồi cái cách nói chung là nhìn rất là đỏm dáng. Đó, nhưng mà kiểu lúc đó cũng rất là con khá là bực bội đó, cho nên là kiểu ok nói chuyện nhau. Đó thì đó là cái ấn tượng đầu tiên thì nó đang không vui là như vậy, nhưng mà sau đó thì vẫn nói chuyện bình thường. Nhưng mà trong cái buổi đó thì tại vì anh này ảnh rất là thích về thể hình, quan trọng cái vóc dáng. Cho nên lúc mình đã tới trễ rồi, con đã gọi đồ ăn rất là nhiều để ra, cái xong nó nguội lạnh hết rồi, cái tới cái anh nhìn thấy anh không ăn luôn. Cái là thế là con kiểu ủa vậy sao nữa? Con cũng không ăn luôn. Cái là hai đứa chỉ nói chuyện thôi và xong rồi phát những cái đồ ăn đó đem đi đi qua. Dạ đúng rồi. Và đi qua cái điểm thứ hai. Nhiều khi nó có cái gì vậy nè, gặp nhau mà thu hút quá đó, nhiều khi nó quên luôn cái vấn đề mà ăn uống luôn. Đúng rồi. Thực sự, đúng không? Có những cái mà nó hút hơn cái việc ăn uống nữa. Tức là cái ấn tượng đầu tiên của em về Sigura là một chàng trai coi như là đậm dáng, đậm dáng đúng không? Mặc dù là trễ giờ, nhưng mà do cái hình thức ở bên ngoài thấy cũng ổn, cho nên cũng hơi bỏ qua, đúng không? Thế còn Sigura, lần đầu tiên bạn gặp cô gái này thì như thế nào? What was your impression when you met me? She was very outgoing person, first of all, and very mature for her age, basically. So
Ok, anh nói là nhìn con rất là tự nhiên, và cảm giác như là trưởng thành hơn cái độ tuổi, cái thời điểm mà con gặp ảnh thì là năm 26 tuổi. Also she was very patient. Rất là kiên nhẫn tại vì đợi ảnh. She waited for me almost an hour. Anh có thể nói yeah. Anh có thể nói bằng tiếng Việt được không? Dạ. Sao mà nói được bằng tiếng Việt? On our first date. Coi như là ở với nhau 4 năm trời mà con không dạy cho anh nói tiếng Việt hả? Dạ. Now they say that I don't teach you English or something. Sorry, Vietnamese or something. You can speak Vietnamese a little. Slowly. Some Vietnamese work. Actually, I can order food for myself. Anh có thể đặt đồ ăn cho anh. My favorite food is actually pho. Đồ ăn anh thích là phở. Ví dụ nha, bây giờ đang đói bụng. Anh cần ảnh nói một câu tiếng Anh để đặt đồ ăn. Một câu tiếng Việt về cái chuyện là ảnh đặt đồ ăn cho bốn anh em mình nè. So for example, there's a case that you can order Vietnamese food for four of us. Four of us. Oh, yeah. Okay. Hello. Vietnamese. Yeah. Okay. So. Vietnamese. Vietnamese. Okay. Yes. Hello. Hello. That's so hard. Bon. No. Bon pho. Pho bò. Pho bò. Pho bò. Bon pho hả? What? Hello. Không, anh phải nói giống như là anh nói với một shipper vậy đó. Dạ, thật ra anh cũng không order kiểu đó. Mình trên Grab hay là trên mấy cái ứng dụng là có thể được thấy được cái món. Dạ, đúng rồi. Cho mới nói chuyện trực tiếp được. Dạ. Chưa bao giờ hả? Dạ. Chưa bao giờ anh nói chuyện trực tiếp với một cái order đồ ăn nào hay là chỉ có chọn cái. Dạ, đúng rồi. Chỉ là gọi đặt trên các ứng dụng thôi. Hồi nãy là Siro là đặt 4 đồ phở bò đúng không? Dạ. You just order 4 phở bò, right? Đó, đặt cho 4 người đó. Đó, quá tốt. Chịp phở bò rồi. Nước suối nữa. Giả bộ nè, giả bộ. Dạ. Cô giả bộ nha. Dạ. Alo. Sigura. Anh có phải là Sigura không? Are you Sigura? Yes, it's me. Đúng rồi, tôi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Anh muốn ăn gì không? What do you want to eat? Pho. Pho hả? Pho. Mấy tô? How many bowl? Bốn tô hả? Phở chính hay phở tái? Oh, that's so hard. Hơi khó vậy. Hơi khó. Đó. Giỡn chút thôi cho vui. Như vậy là lần đầu tiên là hai bạn gặp nhau là để coi như là chỉ nói thôi chứ không ăn. Dạ. Rồi sau cái bữa ăn đó thì hai cái đồ ăn nó đem đi đâu ăn? Có đem đi chỗ khác ăn không? Dạ, thật ra tăng hay không? Dạ có, cái bữa đó thì thật ra là đúng là khi mà gặp bạn này thì hai đứa không có tần số chung. Đó chính là hai đứa đều 62 kg. Cái thời điểm đó con 62 kg con khá là tròn và ảnh thì người cũng khá là nhỏ con. Đó là đều 62 kg, đó là một cái rất là mắc cười. Và sau đó thì gặp nhau nói chuyện, thật ra là con cũng đã điều tra này rồi, có nghĩa là một người nước ngoài và có một cái chức vụ là như vậy thì đã điều tra trong đúng rồi, background rồi. Nhưng mà gặp nhau một cái là ảnh kể lại nguyên một cái CV đó luôn, nguyên một cái CV y chang những gì mà con đọc luôn. Là ở đâu, đã làm việc ở đâu mấy năm rồi, đi đâu. Ok, mình đợi chút xíu nha, đợi xíu. Rồi lên, đang bị lỗi về mic. Oh yeah, there's something wrong with the mic. Rồi, ok, che mặt. Dạ. Không có. Con che mặt, dạ. Con xin cô Vân nha, cô Vân. Dạ. Rồi, ok. Rồi. Anh có quay TikTok chung như con không? Dạ có, quay, nói chung làm diễn viên cameo. Dạ. I don't appear on all the videos. Anh không có xuất hiện hết. Làm cameo thôi, nhưng mà các bạn rất là thích. Alo. Thế mà ổng hao hao giống Mr. Bean đó. Dạ, rất nhiều người nói. Ronald Atkinson. You look like Mr. Bean. You look like Mr. Bean. You know Mr. him? Bean. Yes, for sure. Ronald Atkinson. You like him? Yes. I like him very much. He's a good comedian. Ý là một diễn viên hài rất là vui. Alo. Nghe chưa? Anh là... Rồi, tiếp tục ha. Dạ. Thôi bây giờ, sau bữa đó thì là... Sau bữa ăn đó là hai đứa đi đâu? Nó có nhiều cái vụ tăng hai nè. Dạ, tăng hai đem đồ ăn đi đâu? Dạ, thật ra là đem đó thì cuối cùng là ngồi trên xe, và thật ra cũng tặng cho bảo vệ kết thúc cái thời điểm mà ảnh đi về á. Thì cái tăng hai á thì bắt đầu kiểu là ok, mình nói chuyện vui vẻ hơn, tại vì vô trong một cái pub nó rất là vui, nhạc nhẽo, rồi lúc nào đó con cũng thấy là ok thôi, cũng đâu biết là mình gặp thêm một lần nào nữa đâu, thôi giờ mình cứ xỏa thôi và chơi những cái game, ví dụ như là True or Dare, có nghĩa là bình thường những cái người bình thường, cái này cũng một cái game nước ngoài. True or Dare có nghĩa là nói thiệt hay là dám làm, có nghĩa là hỏi một cái gì đó thì giờ nói thiệt cái chuyện đó hay là dám làm, và con hỏi những câu rất là 18 cộng đó và bắt, nói chung là bắt, có nghĩa là con giống như con trả thù vậy đó. Là con ví dụ như là mang cái
cái bong bóng đeo cái ngay tay này xong đi vòng vòng cái bar đó. Và con bắt phải làm như vậy. À. Xong rồi đó nói chung là kiểu bắt làm những cái nó hơi kỳ quái để giống như trả thù cho cái vụ trả giờ. À. Nhưng mà bữa đó là con có thách ảnh là anh có dám hôn một cô gái giữa một cái pub hay không? À, thật ra là cái nụ hôn đầu tiên là nó đã xảy ra ngay cái lúc mà tụi con bye bye đi về và con đã bị ảnh cắn cho một cái ngay môi, có nghĩa là cho chảy máu luôn, kiểu giống như là ảnh không có muốn rời đi á. Vậy hả? Một người nói chung là một người rất là mãnh liệt, ngay tay cái ánh mắt rất là mãnh liệt, rất là kiểu rực lửa, có nghĩa là đó là cái cảm nhận đầu tiên của con. Có nghĩa là gặp anh này sau khi đi pop về đó phải không? Dạ đúng rồi. Là cắn một cái vô môi luôn. Dạ đúng rồi, chia tay xong rồi ôm hôn xong rồi cắn hỏi anh đi tại sao, why? Why? Something to remember. No, why did you kiss me and like you bite me to bleeding? It happened on the passion. Đó là như là passion, có nghĩa là tự nhiên có một cái gì đó một nó làm cho ảnh là cuồng nộ lên đó. Yeah, ok, bây giờ giờ chú hỏi con nè, khi mà con bị cắn như vậy thì cái phản ứng của con, cái điều đầu tiên của con là nghĩ là cái gì? Cái là anh này, nói chung là cái cảm giác con anh này anh rất là mãnh liệt. Tức là em phải hỏi là con có thích điều đó hay không? Dạ, thật ra cũng hơi thích. Đúng không? Bị ấn tượng liền, đảm bảo. Đúng không? Dạ. Em quên hỏi là cái background của ảnh là ảnh làm cái gì rồi cô quên nãy rồi. À dạ rồi, ảnh đang làm bất động sản. Trong một công ty bất động sản. Proxy. Dạ. It's a tech-enabled real estate company. Dạ. Proxy. Proxy, no, no. The title is C's. Chief Commercial Officer. Chief Commercial Officer, CMO. Dạ, anh là CCO, vai trò của anh là gì? CCO thì có thể là quản lý và thương mại. CEO, anh là CEO. CCO. CCO. Dạ. À, rồi như vậy là sao cái lần đầu bị tiên cắn, mà bị cắn môi như vậy, rất mãnh liệt như vậy thì chắc chắn là tại vì con đã thích rồi thì chắc chắn phải có lần thứ hai. Và lần thứ hai, cái câu chuyện mãnh liệt gì nó tiếp theo nữa nè? Dạ, thật ra là với những cái mối quan hệ hẹn hò á, thì ảnh là người đầu tiên mà con hẹn hò vào buổi thứ hai, thứ ba. Và thật ra là con cũng hơi có chút dè chừng. Cho nên là những cái buổi thứ hai, thứ ba thì con muốn nhìn ảnh ở những cái lát cắt khác. Cho nên là những cái địa điểm sau đó là do tự con chọn. Ví dụ như là cái lần thứ hai gặp nhau là trong cái Christmas party, có nghĩa là hai đứa ngay cái đêm Noel luôn là hai đứa đi ăn với nhau. Sau đó là đi nghe nhạc jazz. Thì là mình thấy một cái góc khác là anh này cũng rất là lãng mạn. Tức là cái lần đầu tiên thì kiểu rực lửa, mạnh mẽ, đỏm dáng đúng không? Cái thứ hai là kiểu rất là lãng mạn. Ví dụ như là khi mà ăn xong thì tụi con đi qua cái chỗ nhạc jazz đó thì hai đứa sẽ nhảy nhót giống như là trong một bộ phim, không để ý một tới ai xung quanh hết và cứ vừa đi vừa nhảy, vừa đi vừa nhảy cho tới cái lúc mà đi ra đó tới cái chỗ nhạc jazz đó. Thì qua cái bữa thứ ba thì con muốn nhìn cái góc khác, thử đi ăn chay đó, thì cái thấy là anh này có một cái tính cách rất là nhẹ nhàng, tình cảm, rất là quan tâm tới gia đình. Hay quá vậy. Dạ, thích ăn chay. Dạ, ảnh thích ăn chay. Anh thích ăn chay mà anh không có ăn chay được lâu, có nghĩa là mỗi tuần phải có ăn thịt, nhưng mà đó thì đó là cái mà con. Tại vì nếu mà kiểu quen nhau hẹn hò qua app á, mà mình đi theo cái sự hướng dẫn của người đàn ông mắc công, nó sẽ có những cái vấn đề, ví dụ như là nó bẫy mình hay gì đó thì rất là sợ, cho nên thường con sẽ là cái người chọn địa điểm. Rồi lần thứ tư con có giận ảnh đi ăn ốc không? Dạ, cái lần thứ tư là có nghĩa là sau cái lần thứ ba đó, cái buổi đó là ngày để coi là ngay lúc là gần giao thừa của năm cuối năm 2016. Đó là cái lúc đó thì con đã đi chơi với nhóm bạn của con ở trên Đà Lạt. Và anh này thì ảnh có party gì đó, xong ảnh kiểu giống như ảnh cứ nôn, ảnh cứ ở Sài Gòn party xong cũng không thấy vui, xong rồi nhắn tin nhớ nhung, rồi giờ tất đi lên Đà Lạt được không, anh đi lên với em được hay không. Đó, kiểu như vậy. Thì cũng ngại là sợ là nhóm bạn của em cũng không cảm thấy thoải mái như thế nào đó, cuối cùng cũng lên thôi. Giả bộ hỏi vậy thôi cũng lên. Con hỏi ảnh là cái tại sao ảnh lại anh thấy ở cái điểm gì đặc biệt ở con mà anh lại có thể là cuốn hút như vậy. Why you see why is there any points from me that you feel like so attractive to you? Oh yeah. Obviously her beauty, but it's like her also mindset as well towards my parents, towards my friends as well. We accept each other basically immediately. And we don't want to change each other, or we don't want to reflect change basically. Ý ảnh là kêu là ok tại con đẹp. Và cái thứ hai là con rất là tự nhiên với cái cách mà con đối xử với với bạn con, với gia đình. Và ảnh thì ảnh không có muốn thay đổi cái chuyện đó. Tại vì thật ra hồi trước con cũng quen một cái anh người Pháp đi, thì anh này nói chung là tại vì anh này ảnh kiểu cũng có rất là tri thức, và con lúc nào cũng cảm thấy là ok mình phải thay đổi để mình vừa với ảnh á. Nhưng mà với anh này thì con cảm thấy rất là thoải mái, và ảnh cũng cảm thấy rất là thoải mái khi đi với con. So maybe I can say like unconditional love is accepting each other.
Và tụi con chấp nhận nhau, chấp nhận tất cả những cái điểm thuộc về nhau. Rồi đến khi nào thì ảnh mới bắt đầu chính thức là ảnh tỏ tình và ảnh và em chấp nhận ảnh? Do you remember the official time that you like we have become like boyfriend and girlfriend? Yeah, for sure. It's the 18th December. No, no, really. No official boyfriend, yeah. Girlfriend. Oh yeah, it's January. 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 Tháng 1. Yeah. Tháng 1. Có nghĩa là sau cái chuyến đi Đà Lạt đó. Yeah. Là so I thought con... that is the first date. Yeah. Tức là em đi Đà Lạt. Là sau bao lâu? Đà Lạt mấy tháng? Về, đúng không? Yeah. Yeah. Sau khi sau mấy tháng. Có nghĩa là từ cái lúc gặp nhau đầu tiên đó thì là khoảng là một tháng. Một tháng. Lâu quá. 30 ngày đó chị. 31st December. Yeah. Tới 30 ngày luôn. Rồi sau đó thì là cái chuyện tình cảm của hai bạn có phải yêu xa không? Yeah. Hoặc là hay có chuyển công tác gì? Mà lâu rồi đúng không? Nói là từ 2016. Dạ đúng. Là tới bây giờ là 6 năm rồi. Năm đó chị. Dạ đúng rồi. Là hai đứa lúc nào gần nhau là có yêu xa không? Dạ. Thật ra cái thời điểm mà con gặp ảnh á là ngay cái lúc đó con cũng muốn nói chung là có một cái làn gió mới và con cũng đang hơi bị mất định hướng về công việc. Đó cho nên là con đang dự định là con sẽ đi Hội An một năm. Con sẽ nghỉ việc và đi Hội An. Đó và lúc đó thì tự nhiên gặp anh này nhưng mà con cũng không thấy cái này là cái cản trở nữa. Và rất là nhiều bạn con thì nói là trời mày bị điên hả, đang tự nhiên có quen một cái anh như vậy mà đi. Nhưng mà con vì lý tưởng của mình thôi. Mình nghĩ là mình phải làm cái gì đó cho bản thân mình. Hay là đi. Con ra Hội An con làm gì vậy đó? Con có một cái thương hiệu về trang sức có thể bán cho người nước ngoài. Là đi ra Hội An luôn. Làm. Mấy bao nhiêu lâu? Dự tính là một năm nhưng mà cuối cùng là anh này anh cứ giống như là anh thấy anh cũng nhớ thương quá xong rồi bay ra Hội An là yêu xa. Dạ, dạ đúng rồi là yêu xa đó đúng không? Dạ. Như vậy trong 8 tháng đó là ổng bay mấy chuyến ra ngoài Hội An? Do you remember how many flights that you fly to Hội An? Wow, at least four. Khoảng bốn chuyến nhưng mà thật ra she là come as well. Thật ra là con cũng giấu ba mẹ đi bay từ Hội An về. Để về. Nhưng mà thời gian đó là anh có bạn gái nào khác không? Con có ghen không? Dạ thật ra là lúc đó nếu mà có thì con cũng không quan tâm lắm. Rồi con hỏi anh thì anh nói không hỏi. So during the time that I were in Hội An, did you have any girlfriend? Of course not. Of course not. It's like we promised each other that we're going to give ourselves space, but also we're not going to date anyone else. Có nghĩa là thỏa thuận với nhau là sẽ có một cái khoảng cách như vậy nhưng mà vẫn giữ liên lạc và vẫn yêu thương nhau ở xa. Đó, như vậy là trong suốt khoảng 8 tháng mà con ở Hội An là hai đứa là chỉ gặp nhau trực diện là chỉ có 4 lần thôi. Đâu là, hơn chứ đâu em. Có, anh bay 4 bên chuyến. Đây 4 lần còn bên đây nữa. Bên đâu? Đây bay ngược về nữa. Ủa có ngược về, bay ngược dạ, về. Dạ sao lại không? Em làm sao thế? Rồi. Dạ. Có qua có lại chứ. Nghĩa là về dẫn về. Dạ. Đúng không? Rồi có dẫn anh đi ra mắt gia đình không? Dạ có, dẫn ra mắt gia đình là là sau. Trong khoảng thời gian 8 tháng đó dạ. Hay là sau khi làm về? Sau. Dạ không. Trong sau 1 tháng mà tụi con dạ, có nghĩa là trong cái tháng 1 2017 luôn á. Là lúc mà con trước khi đi Hội An trước khi ra Hội An là đã biết nhau rồi đúng không? Là dạ, anh về giới thiệu gia đình. Dạ. Và sao gia đình có ủng hộ không? Dạ. Thì với một cái người có nghĩa là trước giờ thì con chưa ra mắt ai là người nước ngoài hết. Và mẹ con hỏi anh câu là ủa lớn tuổi vậy mà chưa có vợ hả? Thì con kiểm tra kỹ chưa? Có vợ nước ngoài chưa? Đó. Thì nói chung là thấy ảnh dễ thương, ba mẹ cũng rất là. Nhưng mà anh chưa có vợ đúng không? Dạ, anh đúng vẫn độc thân thì điểm là độc thân. Lúc đó thì ảnh 36 tuổi. Thời điểm đó là ảnh 36. Nhưng mà gia đình thì sao? Dạ. Thì nói chung là thấy con vui thì ba mẹ cũng vui. Nói chung ba mẹ con cũng là một dạng rất là kiểu mở lòng á. Cởi mở, có phải là cấm đoạn, cấm đoạn. Rồi ba mẹ chồng đối với con thì sao? Ba mẹ chồng con thì rất là dễ thương, rất là rất là thương. Là trong cái năm 2017 thì tụi con cũng về Thổ Nhĩ Kỳ để mắt luôn. Thổ Nhĩ Kỳ đúng không? Anh có nhiều anh em không? Dạ, anh có một anh trai sinh đôi luôn ạ. Oh, yeah. You have twins. Twins, Con kể chút xíu về cái gia đình của ảnh ở bên Thổ Nhĩ Kỳ như thế nào. Dạ. Thì cái thời có điểm bị lộn không? Dạ không. Cái thời gian đó có bị lộn bao giờ không? Dạ không, thật ra là gia đình anh này cũng ngộ lắm, có nghĩa là mặc dù là có hai đứa con nhưng mà mỗi người làm việc một nơi ở đất nước khác nhau và ông bà sẽ tự lo cho bản thân. Dạ đúng rồi, tự lo cho bản thân. Rồi. Thì cái tháng 9 năm 2017 là cái lúc mà thời điểm mà tụi con vẫn ở Hội An thì ảnh ra mắt gia đình. Anh em con về ở Thổ Nhĩ Kỳ ra mắt gia đình. Thì nói chung á là cái buổi đó nó cũng có nghĩa là con cũng mong đợi rất là nhiều. Người ta ra mắt gia đình người ta phải đẹp đẽ đúng không? Nhưng mà 18 tiếng con bay có nghĩa là nhìn con rất là bần. Nhìn con rất là chán và con cứ mà xà máy bay xuống một cái là con phải vô liền trong mấy cái chỗ mà duty free á để con make up lại, con lấy đồ con make up lại. Và ba mẹ con thì cũng gửi rất là nhiều trái cây, ví dụ như trái nhãn là trái chôm chôm, măng cụt đó. Nó mang cả thùng đó như vậy. Nhưng mà nó rất là ngay hải quan á người ta thấy lạ. Người ta chưa bao giờ thấy chôm chôm hết, người ta chưa bao giờ thấy măng cụt hết.
cái người ta phải lại để người ta phải bắt là cái này là cái gì vậy, người ta không dám đụng, người ta tưởng bom. Đó, người ta phải bắt mở ra rồi cái này ăn sao, không dám đụng luôn. Nói chung là nó rất là sầu quần ngay cái khúc mà sầu quần á. Nhưng mà cuối cùng có qua được không? Dạ qua được, và lúc mà về thì con cảm thấy hình như là con không hề tự tin để mà đi ra mắt ngay cái thời điểm đó, nhưng mà mọi người cũng chấp nhận, cũng ôm hôn rồi chấp nhận. Là như vậy. Ăn trái cây có thích không? Dạ rất là thích. Rất, đúng rất rồi, là thích. Trái cây đồ mình ăn mà Việt Nam. Qua được bên đó là coi như là lô địch. Dạ đúng. Nhưng mà lần đầu tiên ra mắt với bên gia đình bạn trai như vậy, mà đặc biệt là ở một cái quốc gia như là Thổ Nhĩ Kỳ, dạ. Con có lo lắng không? Dạ rất là lo, tại vì mẹ con nghe nói là mẹ của anh rất là khó, và cái bạn gái trước thì mẹ anh không thích luôn. Cho nên là con rất là căng thẳng. Có bắt trùm mặt không? Dạ dạ không, mặc dù là Thổ Nhĩ Kỳ là nước Hồi giáo nhưng mà gia đình anh này là người Do Thái. Nhưng mà mẹ của anh mặc dù là người Hồi nhưng mà cũng không có trùm mặt luôn. Thổ Nhĩ Kỳ rất là thoải mái. Ok. Rồi như vậy là tình cảm của các bạn có sự khởi đầu, và thậm chí trong khoảng thời gian yêu nhau cũng rất là đẹp, suôn sẻ. Dạ, chỉ có yêu xa chút xíu, chỉ có yêu xa chút xíu nhưng mà tình cảm thì vẫn mặn nồng với nhau. Bây giờ thôi, bây giờ mình tới cái phần rất là quan trọng. Đúng rồi. Khi mà thành vợ thành chồng với nhau, ở với một người đàn ông mà rất là đẹp trong mắt của em như vậy, thì không biết là trong cách sống của ảnh trong 6 năm trời, ảnh có những cái tật xấu gì không? Không, bây giờ để chị hỏi ông trước đi. Nãy giờ là một mình bé nói, bây giờ hỏi ảnh đi. Hỏi đi. Review the best side of each other. Okay. Right now. You talk. I think we suit each other the most. Like it's like the matching. Rất là hợp nhau. Yeah. So we have the same taste, but we give ourselves the space to grow as well. Mặc dù là that's what I like. Rất là hợp nhau, nhưng mà tụi con đều có những cái khoảng cách nhất định để cho bản thân sẽ tự phát triển và tự có những cái khoảng không gian riêng. At the end, the beauty fades, but the thoughts and the moments that we have, we share, actually will stay. Như anh bị lạc đề hay gì? Dạ, hơi lạc đề. Không, nói chung là nghe nó hơi serious vậy, thôi để con nghe. Đó là tật xấu nha, chứ không phải là tính tốt. Yeah, now cái gì mình chưa hài lòng á. The bad side or bad something that you don't feel side, happy okay. about. Bad habit. Okay. Maybe it's like whenever I try to approach her to tell her something, like train her, educate something, it's like the first reaction is I know. Con phải dịch xác nghĩa nghe không được. Dạ, hiểu. Anh là mỗi lần mà anh muốn cần là muốn dạy con cái gì đó hay là muốn nói cái gì đó thì lúc nào cái phản ứng đầu tiên là thôi biết rồi. Biết rồi. Hấp tấp á, đó cái tật đó mình có thể quy vô là hấp tấp. But she's very empathic, so she knows how to balance the emotions basically. Really? Yeah. That's from your gut? Yes. Anh nói là con, tại vì nói chung là anh hơn tuổi con, cho nên là lúc nào anh cũng muốn kiểu dạy, nhưng mà kiểu là con cũng sẽ rất là dễ thông cảm và cũng dễ tiếp thu thôi. Thôi nói chung là ông này ông không có nói được cái tính xấu đâu ạ. Thôi chắc để con đi. Không, đâu sao đâu kệ. Bây giờ ông đã nói được của con một cái hấp tấp rồi. Rồi. Đó, the second là hấp tấp. Okay. So second round. No, yeah, there's another round that you feel like you're not happy about me. Oh, not happy. Okay. Yeah. Suy nghĩ. Let me think. Thôi bây giờ hỏi luôn nè. Okay, let me hỏi ông coi là vợ có nhõng nhẽo, vợ có ghen hay không? Oh, maybe you're... Am I jealous? Not much. Yeah, không có. It's like we trust each other basically. Nói chung là tụi con tin tưởng lẫn nhau, không có ghen. Maybe you can tell them about the story that you tried to experiment the foods on me. Sao? Dạ, tại vì anh này anh dị ứng. Anh bị dị ứng hải sản. When you're newly married basically. Okay. Thì cho nên là những cái lần đầu á con chỉ biết là hải sản là nó chỉ có tôm cua thôi. Nhưng mà thật ra lúc mà đi ăn nhà hàng thì lại có sò điệp nữa. Thì anh cũng bị có nghĩa là anh ăn thì anh cũng bị kiểu như là nó bị allergy là nó sẽ không thở rất được. Rất khó chịu, có nghĩa là anh khó chịu luôn. Thì lúc nào anh đi đâu anh cũng giỡn là này tính giết tao, kiểu như là này nó cố không giết được, nó cố giết tôi. Đó, dạ, kiểu như vậy. Hay là mấy cái súp mà kiểu của Nhật Bản á là con đã rất là kỹ. Nhưng mà con mua về là con đã nhờ bạn ở Nhật á là dịch coi thử là trong này nó có hải sản không, nhưng mà khi nấu á nó vẫn có mấy cái giống như là vỏ tôm nó xay ra á cô. Đó thì là ảnh vẫn bị kiểu là phải vô bệnh viện, có nghĩa là phải vô bệnh viện mấy lần. Vì tại vì con thử nghiệm đồ ăn. Dạ. Đồ cũng nguy hiểm ha. Dạ rất là nguy hiểm đó. Cho nên ăn uống với ảnh khá là kỹ. Như vậy là con là chỉ có một cái tật xấu là hơi hấp tấp thôi. Dạ. Đúng không? Và không có hợp tác trong cái việc mà ảnh góp ý. Đúng dạ, không? Thì theo như chú hiểu. Chút. Dạ. Đó. Rồi. Và bây giờ tới con đó, tật xấu là gì? Dạ, thì thật ra là anh này thì không có tật xấu nhưng mà có những cái cũng rất là vui thôi. Ví dụ như anh rất là thích shopping, anh rất là mê shopping luôn, rất là mê.
Tại vì có nghĩa là người Thổ Nhĩ Kỳ theo con biết là người ta đã rất là đỏm dáng rồi. Và anh này là mê shopping từ những cái lõi, những cái nhỏ nhỏ lặt vặt cho tới những cái lớn, quần áo, cái là giày hay là túi hay là quần áo của anh rất rất là nhiều. Và con phát hiện ra là cái này nó đến từ gia đình của anh luôn. Có nghĩa là đi qua chơi nhà mùa hè đi, chơi gia đình ở ngày mùa hè đi, nhưng mà người ta đã sọt đồ mùa đông, chuẩn bị mua đồ mùa đông rồi. Wow, cái kiểu là như vậy. Và rất là thích cái chuyện, thậm chí là con mua một cái gì đó về thì anh sẽ kiểu cái gì đó, mua gì đó. Là tính đồ shopping luôn á. Mặc đồ đó nó mặc thử coi. Được, cái này không được hay cái gì đó. Đó là sẽ cất. Okay. Và thậm chí là mua những cái đồ mà thường là mua cái gì là mình sẽ mua hai cái. Nếu mà chưa thử á, chưa có biết vẫn phải mua hai cái để thử. Ví dụ như là một cái máy ngủ thì sẽ mua một cái rẻ, một cái mắc. Mua để thử coi nó sẽ như thế nào, hay là mua những cái dầu gội. Và con phát hiện ra là lúc mà mở cái tủ ra là một đống cái dầu gội giống như là ở ngoài người ta, cái tiệm người ta á, và xếp rất là ngăn nắp, rất là kỹ. Và mỗi loại thì nó sẽ hai ba chai như vậy á. Cái xong kêu ủa tại sao anh phải mua nhiều vậy? Không, tại vì mình cứ xài thử đi, lỡ mà mình thích á thì mình khỏi phải đi mua thêm, nó đã có sẵn rồi. Còn không thích thì sao? Cái xong anh không thích thì sao? Thì đó, mấy cái đó nó bị hết hạn cái gì phải cho. Nó là anh vậy. Anh có hào phóng không? Trong cái vấn đề tiền bạc anh có hào phóng với con? Dạ cũng có. Nói chung là anh thích, có nghĩa là có cái gì mới, thậm chí là đồ ăn ngon mới lạ mà anh sẽ thích. Cuối tuần tụi con sẽ đi siêu thị để mua đồ ăn mới lạ, nó thường là anh thích là như vậy. Hai vợ chồng là chung tiền hết hay là tiền của ai người ta? Dạ không, tiền ai nấy giữ. Cô cũng nghĩ vậy. Dạ. Tiền ai nấy rồi. Giữ. Bây giờ mong muốn đi. Gì? Mong muốn thôi. Bây giờ mong muốn con cũng mong muốn cái gì nữa mà là con chưa kể còn nữa đúng không? Còn nữa nhiều lắm. Dạ. Con nhiều. Ông mê shopping. Dạ, ông mê shopping, ảnh mê game. Mê game. Có thể chơi game. Chơi game mà ngồi chảy thay cả ngày luôn. Có thể ngồi chảy thay cả ngày như vậy đó để chơi game. Và thường thì cũng sẽ rất là nhõng nhẽo. Ví dụ như là ở nhà, mặc dù là có nghĩa là ở ngoài thì nhìn thấy một cái kiểu rất là lịch lãm, nhưng mà về nhà là tụi con không có ai bình thường hết trơn. Có nghĩa là đi đứng cũng không bình thường nữa. Tại vì rất là thích nhạc, hai đứa rất là thích nhạc. Và cứ ở nhà thì mở nhạc lên là sẽ đi đứng thêm những cái kiểu là đi đứng, đi ngang qua là sẽ kiểu lắc qua một tí xíu, lắc qua tí xíu, nhảy lên salon hay là múa quay quay cuồng là như vậy. Ủa nhưng rồi mà... tụi con có con chưa? Dạ chưa. Ồ vậy hả? Hèn chi mới dẫn hết gì được kiểu mà. Ủa, dạ mới nhiều năng lượng như vậy. Là có rồi chứ. Dạ chưa. Chưa đúng không? Dạ. Dạ. Đó. Thì là mới dẫn hết. Và cái mặt của anh này thì thật ra là rất là nhiều cái cảm xúc á. Cái mặt của anh rất là hay diễn, rất là hay diễn, rất là hay diễn. Rửa chén á thì sẽ kiểu là em ơi ngứa lưng quá gãi giùm, hay là nóng quá kéo giùm cái quạt. Uống nước khát nước quá, có nghĩa là rửa chén mà mình phải đi phục vụ ổng vậy đó. Nhưng mà anh rất là kỹ tính, anh rất là kỹ và rất là cố gắng giữ cho nhà cửa sạch sẽ. Nhưng mà cái thời gian vừa qua anh có cái anh sống ở Việt Nam anh có khó khăn hay là tức là anh có cảm thấy là anh thích ở đây không? Cuộc sống ở đây nó có khó khăn hơn ở Thổ Nhĩ Kỳ không? Yeah. So how do you feel about the life in Vietnam? I love Vietnam. So I mean, I like to call it my home. Here in Vietnam. Vietnam là nhà. And before Vietnam, I traveled a lot of countries. I lived in most of like Russia. I lived in Germany and States. So coming back to Vietnam, it's just like the people have very great mindsets and very happy people as well compared to the countries that I've been. Anh ở rất là nhiều nước tiếp đó rồi ở Nam Mỹ, ở Nga, ở Đức. Và nhưng mà tới ở Việt Nam thì anh cảm thấy rất là thoải mái. Người dân rất là never thought that I'm gonna stay more than 3 years, but happened to be that I'm gonna stay much more. Thật ra hồi lúc mà ở đây thì anh chỉ tính ở có một năm thôi, sau đó là cái dài 3 năm là cũng không nghĩ tới nữa, và bây giờ nó cũng đã 6 năm rồi. Và any difficulty? Any difficulty? Any difficulty when you live in Vietnam? Not really. Maybe you can say that it's the language, but the newer generation speaks foreign languages. So it's not too difficult to communicate. Maybe sometimes it's with her parents that we don't 100% understand each other. But I'm a patient person and also like we like to listen to each other. Cái khó khăn nhất là cái ngôn ngữ á, là cái học tiếng nó khó quá. Nhưng đôi khi là phải nói chuyện với bố mẹ của con thì nó cũng hơi khó khăn. Con phải ngoài con dịch. I think not difficult if you want. Exactly. You can learn. You can study. For sure. For sure. It will come. I think I was too busy that I couldn't learn or take in courses and everything, but for sure in the future, definitely. Thank you very much. I love my country. Yeah, for sure. It's a beautiful country. Trong cái khoảng thời gian mà dịch Covid á, thì ảnh có bị ảnh hưởng gì trong công việc không? Thật ra là cái khoảng thời gian đó là cái mà khó khăn nhất. Khó khăn nhất. Do you want me to share the Covid stories? No, I will share. Sorry? Oh, I will share. Sure. Can we? Sure.
What do you want? Khó khăn cả thế giới. Dạ đúng rồi. Thì thật ra trước cái Covid á là ảnh đã có cái vấn đề về công việc. Dạ. Có nghĩa là ảnh có nghĩa là một cái người mà đang ở một cái chức vụ cao trong một công ty và tự nhiên mất việc á. Thì đối với mọi người nước ngoài cái đó nó rất là khó khăn. Có nghĩa là từ một cái mức sống rất là cao là có người đưa đón rồi có nói chung là tất cả không có phải đụng gì hết và tự nhiên là phải coi như phải tự làm hết tất cả đó. Thì trước cái đó là trước dịch thì con nghĩ là nếu một người Việt Nam á, nếu người ta mất việc một năm á, cái chuyện nó đã khó khăn rồi, nhưng với anh này thì nó mất khoảng gần 3 năm đó. Và con nghĩ là nó rất là khó khăn cho cái thời điểm đó giữa hai tụi con, nhưng mà cuối cùng thì tụi con cũng vượt qua được. Chúc mừng. Dạ. Chúc mừng. Congratulations. Bây giờ thì ổn định rồi đúng không con? Dạ đúng rồi. Is it okay? Chúc mừng. Now. Congratulations. Congratulations. Yeah. Thank you. Nhưng mà cái đó nói chung là tụi con hay gọi là tam tai. Thật ra đúng là con vừa mới gánh xong tam tai cùng với chồng. Mới gánh xong. Và cái thời điểm mà cái lý do mà tại sao con đi Hội An á, thì cái đó là về bản thân con là con muốn tìm cái định hướng mới. Và thật ra là khi mà gặp anh này á, thì anh này là một người kiểu như là tri thức và có một cái vị trí trong xã hội. Và khi mà gặp tất cả những cái bạn bè của anh á, thì đều là kiểu giám đốc hay là những cái người chủ doanh nghiệp á, con cảm thấy rất là tự ti đó. Thì nhưng mà sau cái biến cố mà từ cái chuyện mà ảnh mất việc đó, con cảm thấy là con cần phải cố gắng rất là nhiều, và trong cái công ty mà con đang làm thời điểm đó, và cũng như là cố gắng rất là nhiều để con có một cái vị trí bản thân con. Con nghĩ là bây giờ con đã đạt được cái chuyện đó. Quá tốt. Hai vợ chồng đều ok đúng không? Bây giờ là chuẩn bị để có con thôi ha. Dạ đúng. Ready have a baby. Now all the hardship we've been through. Yeah. We're waiting for the baby. Yeah. Yeah. I hope so. Nói chung một cái dịp như thế này thì chú á, chú muốn hỏi siêu ra là bạn có muốn, có nghĩa là chồng con có muốn nói điều gì với chương trình và với vợ hay không? Do you want to share anything to the program and to me? I mean, of course I'm looking forward to the future here and happily retire in Vietnam, and we were planning our future as well here in Vietnam as well. So we're doing a lot of planning, a lot of let's say investments here, and I want to stay in Southeast Asia for my career path and for us basically to grow our family here. Nói chung là tất cả những cái gì thì đều đang cố gắng nhìn về tương lai và sống ở ít nhất là ở Việt Nam hoặc là ở trong khu vực Đông Nam Á, và cứ phát triển, thứ nhất là phát triển sự nghiệp và phát triển gia đình thôi. Dạ. Cùng với nhau. Thôi bây giờ nói chung là thay mặt chương trình á, đầu tiên là cảm ơn hai vợ chồng con đã đến đây. Thứ hai là xin chúc vợ chồng con bây giờ là hết tam tai rồi, là tam tới tai. Hồi thời lai đó nghe. Tiếng và sẽ có baby sớm nhất. I hope you will have some time. Còn có muốn có baby chưa? Dạ, cũng có thể là năm sau. Ok, chắc chắn là sẽ được. Rồi. Bây giờ mình tới cái phần gì ta?